Việt Shopping xin trân trọng giới thiệu sản phẩm tảo sắn Spirulina Algae, một sản phẩm dược thảo hàng đầu của Nhật Bản, lần đầu tiên được ra mắt thị trường Hoa Kỳ. Tảo sắn Spirulina 100% là một loại thực phẩm sức khỏe tự nhiên được làm từ Blue Green Algae, một loại tảo sắn có màu xanh lá cây với hơn 30 thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Chất dinh dưỡng trong Spirulina dễ dàng tiêu hóa nên sẽ được hấp thụ hoàn toàn 100% vào cơ thể. Tảo sắn Spirulina 100% cung cấp một sự cân bằng tuyệt vời của các khoáng chất như chất sắt, calcium, magnesium, chlorophyll và các loại vitamin như vitamin A và vitamin B12. Tảo sắn Spirulina 100% giúp cân bằng các chất cần thiết cho cơ thể, nhất là với những người có chế độ ăn uống không đầy đủ và thường thiếu lượng rau cần thiết. Dùng tảo sắn Spirulina 100% trước mỗi bữa ăn là một cách giảm cân rất hữu hiệu khi cơ thể đã có đầy đủ lượng calorie cần thiết. Thưa quý vị, đối với thị trường Hoa Kỳ, tảo sắn Spirulina 100% số 1 của Nhật Bản hiện chỉ có bán độc quyền tại Việt Shopping. Quý vị hãy gọi ngay bây giờ 1-888-504-0888, 1-888-504-0888. Sản phẩm sẽ được ship đến tận tay của quý vị. Quý vị hãy gọi ngay cho Việt Shopping tại số 1-888-504-0888 ngay sau quảng cáo này để nhận được giá đặc biệt chỉ 28 Mỹ Kim cho một chai. Khi quý vị mua 3 chai chỉ có 81 Mỹ Kim. Đặc biệt, khi quý vị mua 6 chai giá chỉ còn 141 Mỹ Kim. Hãy gọi ngay 1-888-504-0888, 1-888-504-0888. Sản phẩm sẽ được free shipping đến tận tay của quý vị.